Tử vi chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2023 của 12 con giáp tức ngày 15 tháng 5 năm 2023 âm lịch, ngày Tân Dậu, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão. Xung ngày, Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi xung tháng, Bính Tý. Giáp Tý chủ nhật con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương? Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi Tý ngày 2 tháng 7 năm 2023 Tý dậu tương phá nhắc nhở con giáp tuổi Tý không chỉ tập trung vào nhiệm vụ mà còn đề ra những biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ kết quả công việc mình đã làm thực thần mang lại cơ hội kết nối với những người thành công cho con giáp tuổi tý trong ngày hôm nay có thể nói đây là cách để bạn có thể phát triển bản thân thành công nay là ngày để bạn triển khai và phát triển những ý tưởng của mình ra thực tế ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện sức khỏe cho bản mệnh có người đang ốm bệnh may mắn gặp được bác sĩ tận tâm chữa trị cho mình bạn có thể hoàn toàn an tâm rằng mình sắp khỏi bệnh rồi nhé. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, vàng, đỏ quý nhân phù trợ. Dậu, thân tị. Hai Tuổi Sửu ngày 2 tháng 7 năm 2023 tam hợp giúp con giáp tuổi Sửu có cái nhìn nghiêm túc hơn về các mối quan hệ của mình, cụ thể là với nửa kia. Đã đến lúc bạn và đối phương cùng trò chuyện về những dự tính trong tương lai và đầu tư nhiều hơn trong việc gắn kết tình cảm. Thiên ấn là tín hiệu cho thấy thời gian này sẽ là lúc để tuổi Sửu hoàn thành các dự án sáng tạo của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải vùi đầu vào công việc. Thay vào đó, hãy lồng ghép thêm cả thời gian thư giãn và vui chơi, chúng sẽ giúp khơi gợi óc sáng tạo bên trong bạn. Kim thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tốt. Những áp lực tinh thần cũng đã lùi xa. Nếu ai đã có duyên với việc tập luyện thì nhớ duy trì vì đó chính là thứ mang lại lợi ích thực tiễn nhất cho bạn lúc này. Giờ tốt 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường đỏ, vàng quý nhân phù trợ tuất, mão, hợi. 3. Tuổi dần ngày 2 tháng 7 năm 2023 chính tài mang lại niềm vui cải thiện tài chính của con giáp tuổi dần. Có thể thấy những việc bạn làm suốt nửa đầu năm nay đã bắt đầu có kết quả khi có được khoản thu nhập gia tăng, tuy nhiên, để có nhiều tiền hơn nữa bạn vẫn phải tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé. Kim Mộc Sung khác cho thấy hôm nay bạn có xu hướng khá ích kỷ, không muốn giúp đỡ người khác vì sợ bị ảnh hưởng hay liên lụy. Có thể nhiều người chê trách nhưng bạn hiểu rằng mình có những quy định riêng, việc gì giúp được thì bạn đã giúp, việc gì đi quá khả năng thì bạn sẽ sẵn sàng từ chối. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông nam phía ngoài nhà kho tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, tím, trắng quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4 tuổi mão ngày 2 tháng 7 năm 2023 xem bói tử vi ngày có mão dậu tương xung cho thấy mâu thuẫn trong quan niệm sống của tuổi mão và một nửa của mình. Bạn chỉ muốn giữ những người bạn và người thân cho riêng mình, không muốn họ thân thiết với người khác. Bạn cần phải học cách chia sẻ tình cảm với những người bạn yêu thương. Thay vì luôn luôn giữ khư khư người ấy cho bản thân họ cũng cần có những mối quan hệ ngoài xã hội khác chứ, xem tử vi hàng ngày. Thiên tài chỉ cho con giáp tuổi mão biết rằng bạn giàu có không chỉ ở số tiền mà mình nắm giữ mà còn ở tư duy tiền bạc giúp bạn tiết kiệm sức lao động nhưng vẫn có được nguồn thu nhập mơ ước. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, xám quý nhân phù trợ, sửu tị, thìn. Nam, tuổi thìn ngày 2 tháng 7 năm 2023 lục hợp mang lại cho người tuổi thìn sự tự tin khi bạn nhận được sự ủng hộ, động viên của người thân và bạn bè. Nhờ vậy mà những việc bạn đang làm được họ tạo điều kiện tốt nhất có thể. Chính ấn nâng đỡ để cho con giáp tuổi thìn nhận ra đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để tìm thấy sự cân bằng giữa đời sống cá nhân và sự nghiệp. Hãy nhìn bức tranh tổng thể cảm nhận xem điều gì đang thực sự cần ưu tiên, sau đó phân bổ thời gian linh hoạt cho chúng. Ngũ hành tương sinh mang lại những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực tình cảm. Người độc thân có thể dễ dàng thu hút những mối quan hệ mới. Vì vậy, hãy linh động dành thêm quỹ thời gian cho những buổi hò hẹn thú vị nhé. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường vàng. Nâu quý nhân phù trợ tuất dậu thân. 6 tuổi tị ngày 2 tháng 7 năm 2023 tam hợp chỉ ra rằng đây là thời điểm thích hợp để người tuổi tị độc thân nắm bắt các cơ hội mới. Thế nhưng, bạn cũng nên cẩn trọng và đừng quá vội vàng. Hãy để con tim và lý trí cùng đưa ra quyết định đúng đắn nhé. Chính quan xuất hiện là tín hiệu tốt cho con đường sự nghiệp mà tuổi tị đang theo đuổi. Hãy lên kế hoạch và tập trung cho mục tiêu bạn muốn đạt được trong thời gian tới, sau đó cam kết với bản thân phải thực sự nghiêm túc theo đuổi nó. Bằng không, công sức bấy lâu của bạn sẽ trở nên hoài phí. Kim Hỏa xung khắc khuyên bản mệnh đừng nhờ dựa ai chuyện tiền nong trong ngày hôm nay vì từ đây có thể gây ra những rắc rối. Hơn nữa, việc tranh chấp tài sản, đất đai với anh em, bố mẹ khiến nhiều người cảm thấy phiền lòng. Giờ tốt 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, dậu, sửu thân. Bảy, tuổi ngọ ngày 2 tháng 7 năm 2023 thiên quan khiến tuổi ngọ muốn tách biệt ra khỏi những tác nhân tiêu cực. Mọi người muốn tìm ra điều gì khiến bạn hành xử lạ lùng như vậy? Tuy nhiên, bạn không cần phải nói với họ nếu không thích, cứ để cho họ đặt câu hỏi vậy thôi ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh có rắc rối gì trong chuyện tình cảm thì nên tìm cách xử lý sớm nhất là những hiểu nhầm cần nói ra một lần để đôi bên hiểu nhau hơn tránh việc nuôi sự bực tức trong lòng quá lâu ngày tốt theo nhị thập bát tú nên làm khởi tạo trăm việc đều tốt tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ trổ cửa tháo nước các việc thủy lợi may áo kinh doanh giao dịch mưu cầu công danh Giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường tím, đỏ quý nhân phù trợ tuất. Mùi tí. 8. tuổi mùi ngày 2 tháng 7 năm 2023 thiên ấn mang lại động lực nên tuổi mùi trở nên vui vẻ, thoải mái hơn thậm chí lúc này bạn sẽ có cảm hứng tân trang lại góc sinh hoạt của mình một số món nội thất xinh xắn hoặc một màu sơn mới cũng đủ mang đến sự khác biệt cho căn phòng của bạn ngũ hành tương sinh cho thấy đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi trải lòng với nhau về quá khứ và cả những tổn thương trong thời gian qua sự gần gũi về mặt cảm xúc sẽ giúp hai bạn hàn gắn những vết nứt trong mối quan hệ hiện tại theo hải thượng lãn ông, nay ngày 15 âm lịch nhân thần ở phía trong xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, nâu quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Chín. Tuổi thân ngày 2 tháng 7 năm 2023 ngày có tam hội xuất hiện dự báo về một cuộc hội họp tụ tập với bạn bè cũ. Bạn vô cùng háo hức cho kế hoạch này vì bạn đang muốn sống lại khoảng thời gian đẹp đẽ cùng với những người bạn như thời còn đi học. Kiếp tài dự báo tuổi thân sẽ phải vượt qua nỗi sợ để tiết lộ các dự án bạn đang ấp ủ, nếu đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tiết kiệm đủ vốn liếng, bạn đừng ngần ngại giới thiệu chúng với mọi người. Kim khí vượng khuyên bản mệnh nên nghỉ ngơi hoặc nếu có thể hãy tập yoga, ngồi thiền định. Để có được trạng thái cân bằng. Những việc này có khả năng cải thiện rất tốt cho tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn đấy. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, hồng, trắng quý nhân phù trợ tí, thìn, dậu. 10. Tuổi Dậu ngày 2 tháng 7 năm 2023 tử vi cá nhân hàng ngày tự hình xuất hiện cho thấy nếu con giáp tuổi Dậu lúc này muốn ở một mình, hãy thoải mái từ chối những lời mời nhé. Chăm sóc bản thân, quan tâm đến những nhu cầu cá nhân giúp cho bạn thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đừng lo lắng vẩn vơ trong ngày tỷ kiên xuất hiện nhé con giáp tuổi Dậu vì khi đó kẻ xấu đã đạt được mục đích của họ điều bạn đang chăn trở không đáng ngại như bạn nghĩ đâu. Hãy lạc quan lên và suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Khi bạn tích cực, mọi việc mới tốt được. Nếu có dấu hiệu bất an thì tốt hơn hết đừng làm những việc quan trọng trong ngày hôm nay bạn nhé. Nếu có thể, bạn nên để sang ngày khác phù hợp hơn để tiết kiệm năng lượng và công sức cho mình. Giờ tốt, 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng, quý nhân, phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tuổi tuất ngày 2 tháng 7 năm 2023 ảnh hưởng dậu tuất tương hại nên con giáp tuổi tuất đang dần mất đi động lực khi tin vào một lời nhận xét tiêu cực về ai đó. Bạn vẫn cần thời gian để xác nhận lại thông tin vì thế hãy bình tĩnh bạn nhé. Chính ấn giúp tuổi tuất tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bạn sẽ hiểu giá trị thực sự của một thứ mà không ai khác trân trọng. Đối với bạn, điều đó giá trị hơn cách đánh giá của những người xung quanh. Kim Thổ tương sinh cho thấy bạn sẽ có nhiều cảm hứng để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài. Đây cũng chính là cơ hội để bạn có được những trải nghiệm mới mẻ và đầy hữu ích. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng, hồng quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. 12 Tuổi hợi ngày 2 tháng 7 năm 2023 thương quan dự báo đây là ngày cảm xúc của tuổi hợi có phần hỗn độn. Bạn khó tìm thấy đâu là cảm xúc thực của mình. Tốt nhất là xuôi theo dòng chảy và để mọi thứ diễn ra như nó vốn có, đừng nghĩ ngợi nhiều. Mục tiêu quan trọng nhất của bạn trong thời gian này chính là định hình những bước tiếp theo trong sự nghiệp. Bạn có đang hài lòng với vị trí hiện tại không? hay bạn đang muốn bước đi trên con đường riêng của mình hãy tự trả lời trước khi thực hiện những việc tiếp theo ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội hợp tác do đó bản mệnh cũng không cần phải làm điều này một mình bạn có thể tìm những cộng sự mới xong hãy thử hợp tác với họ qua những công việc nhỏ để xem liệu hai bên có thực sự ăn ý hay không nhé giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi.